cá mú chuột bà con ơi không phải ai cùng gọi cá mú chuột đâu nha bà con có người gọi là cá mú dẹt đó cá mú chuột cá mú dẹt gì đó là tên địa phương từng dùng từng miền ta gọi thôi nhưng cũng là một cá này mú chuột này cá mú dẹt này ta ăn được thì nó tốt cho sức khỏe của ta vô cùng bà con ạ à. tốt nhiều nhiều cho sức khỏe của mình vô cùng nhưng mà riêng có một số người bệnh thế này và người thế này vui lòng đừng ăn để nó tốt cho sức khỏe của mình bà con nha chứ không phải nó tốt là ai ăn cũng được nếu ta ăn vào thì bệnh chúng ta lâu lành lâu bớt lâu khỏi đó là những người không nên ăn là những người có bệnh huyết áp người say rượu nôn mửa dị ứng hải sản và người tâm thần là vui lòng đừng ăn cá mú chuột có tên là cá mú dẹt không nên ăn cá mú chuột là mú vẹt này là người có huyết áp người say rượu người nôn mửa dị oh, ứng với hải sản và người bị thần 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 chứ mà tâm thần là bị tâm thần là vui lòng đừng ăn nha bà con ngoài ra nếu ta ăn cá mú chuột à cá mú chuột nó sẽ tốt vô cùng cho nó dinh dưỡng cao nó tốt cho sức khỏe khi ta ăn cá mú chuột À, là cá mú dẹt này nữa bà con à, những người bệnh tim mạch đau khớp giảm nguy cơ đột quỵ tốt chưa à, cá mú chuột nó giúp cho người khỏe da tóc móng đó hả bà con ha vô cùng vô cùng đó, rất vô cùng đó cho con nữa là bà con lưu ý những người có bệnh thế này những người này vui lòng đừng ăn cá mú chuột hay là mú dẹt này bà con nha không nên ăn là người có huyết áp say rượu nấu mửa dị ứng hai sản tâm thần là vui lòng đừng ăn ngoài ra nó tốt tốt vô cùng cá mú chuột nó có dinh dưỡng cao nó tốt cho sức khỏe những người nó tốt cho những người những người những người bệnh tim những người bị mạch à, những người bị tim mạch đau khớp giảm nguy cơ đột đột cái mà đột quỵ giảm nguy cơ đột quỵ nha bà con tốt không bà con ha à, cá mú chuột nó giúp cho người làm khỏe da khỏe tóc tốt tốt cho móng nhưng mà khi ta ăn ta ăn bình thường như các loài cá ăn hàng ngày ta ăn liên tục một hai ba bốn năm sáu dừng lại là nghỉ một ngày rồi mới ăn tiếp bà con ạ à. đó nha bà con chứ không có ăn nhiều đâu bà con bà con ở dừng lại bởi vì biết rằng nó rất tốt vì cá mua chuột nó rất tốt à, ngoài những người này không nên ăn là cá mua chuột mua dẹt là huyết áp say rượu nôn mửa dị ứng hai sản tâm thần là không ăn đó còn ngoài ra là ăn cá mua chuột nó tốt nó tốt cho dinh dưỡng cao cho sức khỏe những người bệnh tim mạch đau khớp giảm nguy cơ đột quỵ cá mua chuột giúp cho người khỏe da tóc móng ăn bình thường như tất cả các loại cá khác ta ăn 6 ngày ta ăn 6 ngày thì chúng ta phải nghỉ chúng ta phải nghỉ một ngày rồi mới ăn tiếp bà con ơi kênh chúng tôi ngày nào cũng có 4 video ra để nói về chuyện đời sống sức khỏe đời sống sức khỏe bà con bà con thấy được vui lòng chia sẻ cho mọi người cùng biết và đăng ký kênh ủng hộ chúng tôi Kênh nói về 4 video chúng tôi đều nói ngày nào cũng có, điều nói về, điều nói về bệnh gì không nên ăn gì không nên ăn gì bệnh gì nên uống gì uống gì uống gì và những gì ngăn ngừa không ăn là bà con biết thì giúp đỡ chúng tôi chia sẻ cho mọi người cùng biết và đăng ký kênh ủng hộ chúng tôi chúc bà con vui trẻ khỏe đẹp nào nào sao chìm xin cha